Không còn lo lắng vì mang thai lần 3, Hải Băng vui vẻ đi du lịch cùng chồng con. Hải Băng luôn tạo niềm vui trong cuộc sống, suy nghĩ tích cực để có sức khỏe và chào đón thiên thần thứ 3 cùng ông xã Thành Đạt. Mới đây trên trang Instagram, giọng ca Viên Đá Nhỏ vừa đăng tải những khoảnh khắc bình dị trong chuyến du lịch ngắn ngày tại Đà Lạt. Theo đó, Hải Băng và nam diễn viên Thành Đạt đã đưa con gái nhỏ cùng cậu quý tử vài tháng tuổi cùng đi hưởng không khí lạnh. Dù đang mang thai em bé thứ 3, nhưng nữ ca sĩ vẫn thu xếp thời gian để di chuyển cho những chuyến đội gió cùng tổ ấm nhỏ. Cậu con trai chỉ mới hơn 5 tháng tuổi cũng được ba mẹ cho đi du lịch cùng cả nhà. Ở thời điểm hiện tại, Thành Đạt cũng lui về hậu trường và dành thời gian nhiều hơn cho công việc kinh doanh cũng như chăm lo cho vợ và các con. Có lẽ tranh thủ những tháng đầu thai kỳ chưa quá mệt mỏi nên cô muốn được có nhiều khoảnh khắc bên tổ ấm nhỏ hơn. Đồng thời, vòng 2 của Hải Băng đã bắt đầu to lùm lùm. Cách đây không lâu, Hải Băng đã chia sẻ việc mình đang mang thai lần thứ 3 sau khi con trai thứ 2 chào đời chỉ mới vài tháng tuổi. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng vì thông tin này thì khán giả lại khá hoang mang khi cô kể đến những mối nguy hiểm mà giọng ca Viên Đá Nhỏ đang phải đối diện ở hiện tại. Cụ thể, bác sĩ khám và cho hay đây là rủi ro nguy hiểm nhất trong lần 3 này. Vì ở 2 lần sinh trước, trên cổ tử cung của tôi đã có một vết sẹo, nó có nguy cơ bị bục và nứt ra, dẫn đến tình trạng vỡ tử cung đe dọa trực tiếp tới tính mạng của mẹ và thai nhi. Dẫu vậy, cô vẫn quyết tâm giữ lại vì không nỡ bỏ đi sinh linh mình đang mang trong bụng. Có thể nói Hải Băng khá yên tâm và thoải mái khi được chồng thấu hiểu cưng chiều. Khi thấy vợ gặp nguy hiểm trong lần mang thai này, anh đã quyết định cạo hết tóc, đi chùa cầu bình an cho vợ.